Tiếp là đơn hàng của bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho em squishy của bạn nha. Bạn có mua bên shop mình, đó chính là một em bánh khối vuông chốc bơ của Hachimi như thế này. Mình phải thật là sự là em này nó rất là đáng đồng tiền đó mọi người, rất là xinh và cái thức của nó siêu slow luôn nha. Nên bạn nào thích thì có thể tranh thủ mua nha mọi người. Mình còn khoảng tầm 5-7 cái thôi. Đấy, cũng không còn nhiều đâu ha. Và đây đơn hàng của bạn đã xong. Tiếp theo đơn hàng của bạn đặt trên Shopee nha mọi người. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho em squishy của bạn nha. Và bạn có mua bên shop mình sẽ là một em bánh tổ ong này. Em bạn đã chọn màu hồng ha, rất là mềm chậm tan nha mọi người. Món này là ở chất bơ nha. Và đơn hàng của bạn đã xong. Nhưng bạn là màu shop mình nha. Là đơn hàng của bạn ở Đồng Tháp nha. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho em squishy chuối của bạn nha. Và bạn có mua bên shop mình một em, đó chính là một em chuối đó, chất bơ nha. Em này rất là mềm nha mọi người, cực kỳ slow luôn, có giá là 42 một đĩa nha. Và đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đồng hộ sắp rồi nha. Đơn hàng của bạn ở Hậu Giang nha mọi người. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho em squishy của bạn nha. Bạn có mua bên shop mình đầu tiên là một em bánh khối vuông như này, rất là to và bạn đã rất là nhanh tay mua được cái em này nha. Rồi thật sự mọi người luôn là nó siêu slow luôn đó mọi người, rất là đã. Mình chỉ về được có đúng em thôi thì em đã lấy rồi nha. Rồi về đơn hàng của em đã xong. Đơn hàng rất là xinh luôn đúng không? Mình sẽ đóng. Tiếp tục là đơn hàng của bạn ở Quảng Trị nha. Đây là phong bì mình tặng kèm cho em squishy của bạn. Và bạn có mua nhé, mình sắp mình là chính là một em bánh hồ màu xanh màu vàng chứ nhỉ. Đây kèm bao bì và tag nha mọi người, rất là xinh luôn. Đây nó có một cái chấm ở đây xíu này. Kéo xuống nha. Và đơn hàng bạn đã xong. Cảm ơn bạn đồng hộ shop mình nha. Đây là đơn hàng của em khách quen, nó tên là Thiên Phúc nha mọi người. Đây là phòng bao bì mình đã kèm cho em squishy nha. Và em có một bên shop mình, nó chính là một em gấu đeo nơi như này, rất là xinh nha mọi người. Mình đã show out rồi nha. Để mình sẽ cho mọi người xem cái hộp của nó rất là đẹp nha mọi người. Và bên trong sẽ là một em squishy gấu như này. Ở đây là hai cái má hồng nha. Đây cái hộp rất là đẹp nha. Hàng chính hãng nha mọi người, nó có cái la sần luôn ấy. Và em lấy một cái này. Và đây sẽ là bao bì nha. Và đơn hàng nó xong. Đơn hàng rất là xinh luôn và còn thơm nữa nha mọi người. Và đơn hàng của bạn là Thanh Hóa nha. Đây là sticker mình tặng kèm cho squishy của bạn. Bạn mua bên shop mình mini. Mời em ngẫu nhiên nha mọi người. Mình bóc cho bạn một đĩa này, hai đĩa này, ba đĩa này, bốn đĩa này, năm đĩa, sáu cái, bảy cái. Tám cái, chín và mười nha. Thế thì các bạn đã xong, tí mình sẽ đóng lại nha mọi người. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Tiếp theo là đơn hàng của bạn là Vũng Tàu nha mọi người. Đó là phòng bao bì mình tặng kèm cho em squishy của bạn nha. Và bạn có mua bên shop mình, đó chính là một cái em bánh mouse màu xanh ở hình vuông như thế này, màu trắng nha, màu trắng hình vuông như thế này, rất là xinh nha mọi người. Đấy, kèm bao bì rất là xịn sò luôn. Và khi mình gói thì mình sẽ để riêng cái bao bì ra nha. Đấy, mình sẽ để riêng cái bao bì ra. Và đây là cái cách mình để riêng cái bao bì ra nha mọi người. Và mình tặng thêm cho bạn một cái bao bì này là của em đó. Rồi, và đơn hàng của bạn đã xong. Mình sẽ xịt nước hoa cho đơn hàng của bạn. Đấy, những cái em này là mình sẽ để riêng bao bì ra nha mọi người. Để khi mà mình vận chuyển thì nó sẽ đỡ chiếm diện tích ấy. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Đồng Nai nha mọi người. Thì bạn đã đặt mua bên shop mình, đó chính là một em bánh mouse màu trắng như này, hình tròn nha. Chất rất là mềm và slow nha mọi người. Đấy, thấy mình vẫn còn khoảng tầm mười mấy 20 cái. Nên bạn nào thích thì có thể tranh thủ mua nha. Thì khi mà mình gói thì mình sẽ để riêng một cái em trong một cái bao bì kính như thế này ha. Khi mà vận chuyển thì nó sẽ không có bị chiếm diện tích đó mọi người. Rồi. Và đơn hàng của bạn đã xong nha. Đây là phòng bao bì cho em squishy của bạn nha.
mình sẽ xịt nước hoa cho đơn hàng các bạn. Đơn hàng của bạn là Bắc Giang nha mọi người. Đây là phòng bao bì mình tặng kèm cho hai em squishy của bạn nha. Và bạn có mua bên shop mình hai em squishy, đó chính là hai em lát phô mai như thế này, rất là xinh luôn nha mọi người, rất là xinh luôn. Và bạn lấy hai màu khác nhau luôn nha, một em màu hồng, một em màu vàng. Cái mẫu này bên shop mình bán siêu siêu chạy luôn á, nhưng mà bạn nào thích thì tranh thủ mua giúp mình nha. Thế là mình sẽ để riêng cái bao bì ra cho bạn nha, khi mà nhận hàng thì nó sẽ không có bị cong cái bao bì á mọi người. Thì thường thường là mình sẽ gói riêng cái bao bì ra ha, để vận chuyển nó sẽ không có bị hư cái bao bì của bạn. Rồi, đơn hàng của bạn đã xong. Bạn đồng hồ sát mình nha.